Chào mọi người. Hôm nay tôi đến muộn một chút, tôi có chút việc. Xin chào. Đi thu hồi hả bạn? Các cụ nói cấm có sai mà. Bé không học ấy, lớn lên nhận thức rồi. Tưởng đại ca giang hồ như thế nào, hóa ra cũng không khác gì mấy thằng đầu đường xó chợ nhờ. Tại sao hiểu hợp đồng? Công ty ma á? Thế bây giờ thiệt hại bao nhiêu? Cái gì mà 5 tỷ ông đùa tôi đấy à? Nào, có việc gì? Dạo này tôi đen quá, làm ăn thua lỗ. Nên là tôi muốn vay ông chút tiền. Alo bạn à? Tôi chạy đấy. Tôi chạy rồi nhá. Tôi định vừa trả tiền bọn này đấy. Anh ơi, anh thư cho em vài bữa, em có tiền trả ngay ạ. Bạn đến rồi đấy à? Bạn vào đi để tôi cất xe nhá. Bạn đi, vào đi. Thế tôi tưởng học lớp phải đông đủ lắm à? Lớp mình lắm, nhà bạn, bà con lấy chồng hết rồi, còn ai? Thế còn cái hội Tuấn Hùng Xuân Phong ấy mấy ông gọi chưa? Có, tôi bán chúng nó hết rồi đấy. Nhưng mà chả ăn thua. Bây giờ thằng thì học nhân viên quèn, thằng gì đi bán hoa quả. Chúng mà kém lắm. Các bạn là bình cả tôi, làm mặt giám đốc như không? Ừ, rồi, bây giờ anh em mình đang đi vào. Bữa này, tôi thảo, được luôn. Được rồi, uống đây. Wow. Đây, nghe đây. Chào mọi người. Hôm nay tôi đến muộn một chút, tôi có chút việc. Xin chào. Đi thu hồi hả bạn? Các cụ nói cấm có sai mà. Bé không học ấy, lớn lên chỉ nhận thức rồi. Mấy ông thấy tôi nói chuẩn không? Chuẩn luôn. Thôi, đến rồi thì cứ ngồi ăn đi nhá. Tôi ăn, mày ăn thì thôi. Hả? Thì đấy. Ôi, đừng là một giám đốc như thế này ngồi cạnh thằng hồ ấy. Người ngoài nhìn vào lại đánh giá tôi ra. Thôi cứ thoải mái đi, bữa này tao thanh toán rồi nhá. Thôi tôi sẽ đi. Tôi đến đây không phải là vì bữa ăn của các cậu. Tôi cứ tưởng hôm nay là họp lớp, chúng ta có thể ngồi vui vẻ với nhau. Nhưng mà cứ như thế này thì... Mấy tầng đấy bạn nhé. Thôi, tôi xin phép. Tôi đi trước. Đi à? Ngồi uống đi bạn ơi. Tôi dạy tiêu mà không đi. Đi. Học đầy nhá. Sao đấy ông? À, gặp người quen xuống hỏi thăm tí. Tưởng đại ca giang hồ như thế nào, hóa ra cũng không khác gì mấy thằng đầu đường xó chợ nhờ. Tưởng bạn phải đi với cả 500 anh em chứ sao lại đi bộ này, lên xe ông bọn tôi cho đi nhờ này. Ôi, xe tôi chỉ chở mấy cái thành phần thơm tho thôi. Còn mấy cái thể loại bốc mùi ấy, cho lên ám mùi lắm. Đến giờ nó đủ chưa? Thôi anh em đi không ạ? Còn gọi là cho anh em mình đấy. Bạn bè gặp nhau tí, sỏi cặp nhở. Rồi, để tình anh em ấy không đi chung xe được thì thôi. Này, gặp đấy đi xe ôm về cho đỡ mệt nhá. Xin lỗi bạn. Có bạn kệ nó, nghèo một xí đi. Nghèo một xí. Alo, hợp đồng làm sao? Tại sao hủy hợp đồng? Công ty ma á? Thôi rồi, thế bây giờ thiệt hại bao nhiêu? Cái gì mà 5 tỷ ông đùa tôi đấy à? Nhanh chóng tìm ra ngay tên lừa đảo cho tôi. Tôi nghe đây. Dạ, các anh bình tĩnh ạ.
em chắc chắn sẽ giải quyết chuyện này cho anh. Anh yên tâm ạ. Dạ. Ôi dạ. Tiền đâu ra mà trả nợ bây giờ. Giám đốc hôm nay rảnh rỗi hay sao mà gọi lại ra cà phê đấy? Dạo này bạn đi cách tiêu tiền tao thì bơ phờ đấy. Tôi có nhờ hai ông chút việc. Ông bao nhiêu việc nào mà cũng giúp hết. Sao? Có việc gì? Dạo này tôi đen quá, làm ăn thua lỗ. Nên là tôi muốn ngoài hai ông chút tiền. Thôi bạn ơi, tôi làm công ăn lương, trả đủ tiền đâu ra các bạn vay. Ừ, đúng đấy, tôi làm cả tháng trời lương bao nhiêu, vợ nó chấn lột rồi còn đâu. Mà ông nợ bao nhiêu đấy? 5 tỷ. Hả? 5 tỷ? Nhưng mà tôi xoay 2 tỷ rồi. Cũng căng đấy, hay là ông ra tính máy lại xem sao? Alo bạn ạ, à? Tôi chạy đây. Tôi chạy rồi nhá. Thôi. Nước thì ở đây rồi, ông trả tiền nước nhá, đội đi có việc rồi đấy. Trả tiền cho bọn này ấy. Anh ơi, anh thư cho em vài bữa, em có tiền trả ngay ạ. Thư cho mày vài bữa để bọn tao húp cháo vào lũ à? Anh ơi, thú thật với anh, bây giờ em cũng đang bí lắm rồi. Anh có giết em đi nữa thì em không có tiền trả anh đâu. Mày định chơi bài cùn bọn này à? Giết mày ai trả nợ cho bọn bố? Nhưng mà con vợ mày cũng được đấy nhờ. Anh ơi, em xin anh đừng làm gì vợ con em. Em chắc chắn sẽ trả anh ạ. Thôi được rồi. Coi như hôm nay tao tạm tin lời mày. Cho mày một tuần nữa. Nhớ đấy. Về trước đi. Chiều nay tôi sẽ thay cậu ta thanh toán 3 tỷ cho cậu, không thiếu một xu. Ông nghĩ ông là ai? Ông nghĩ lời nói của ông ngàn vàng hả? Tao là ai à? Mày cứ về hỏi thằng Cường con đại ca của mày. Hôm nay có anh Đức đến hỏi thăm. Thế thôi. Còn giờ thì về đi. Thôi rồi. Của cậu đây. Cảm ơn cậu. Tôi cũng không nghĩ là lại có ngày hôm nay. Không sao đâu. Cuộc sống mà. Cậu cứ cố gắng mà làm ăn nhé. Chuyện hôm nay không cần phải bận tâm. Tôi đi trước đây.